Ok, ở trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà cho anh em có thể rời khỏi đảo nhà tù ở C1 nha anh em. Đấy, thì chắc lẽ là đó một cái hòn đảo mà nó tương đối lạ mạnh đó với những anh em nào mà mới chơi Bloodfoot, cũng như là anh em nào mình chưa có kinh nghiệm để mà rời khỏi đó, đó thì anh em sẽ làm một cái ác mộng nha. Nhưng mà không sao, có mình đây rồi. Và trong clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Bây giờ thì let's go. Ok, thì đầu tiên để mà anh em có thể thoát được khỏi đảo nhà tù thì chắc chắn anh em phải bắt buộc là anh em phải ở đảo nhà tù. Anh em có anh em nào mà không ở nhà tù mà anh em phải thoát ra khỏi đảo nhà tù thì nó hơi kỳ kỳ đúng không anh em? Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có là mình đang ở bên đảo nhà tù nha. Thì bây giờ chúng ta làm sao mà thoát ra, trong khi á nếu mà anh em nào mà ở bên C1 á thì anh em sẽ có chính là có cái gì, đó chính là chỉ có những cái vỏ hoặc là những cái trái ác quỷ thôi. Nhưng mà nếu mà anh em cũng biết một điều, khi mà anh em dùng trái ác quỷ mà anh em nhảy xuống biển á thì anh em sẽ bị chết nha anh em. Đó, anh em sẽ bị chết, là thành ra nếu mà anh em muốn rời khỏi đảo nhà tù này thì chắc chắn anh em sẽ không thể nào mà nhảy xuống biển được. Ok, và đặc biệt á là bên cái đảo nhà tù này nó sẽ không bắn thuyền nha anh em. Đó, nó sẽ không bắn thuyền, nó chỉ có hai NPC mà cho chúng ta hiệu chỉnh thời điểm hồi sinh với lại là làm nhiệm vụ qua C2 thôi. Và em cũng nên biết một điều, có nhà tù nào mà nó bán thuyền cho tù nhân đi ra ngoài không anh em? Làm gì có đúng không anh em? Và đặc biệt á thì thường thường khi mà anh em dướng vào trong cái tình huống này, anh em chỉ có một cái con đường duy nhất thôi, đó chính là anh em hãy tìm cái ông gọi là NPC bán trái ác quỷ. Ủa, mình sorry, cái ông NPC xóa trái ác quỷ anh em. Đa số nha, mình thấy là anh em bị kẹt đây thì anh em sẽ đến cái ông này để mà anh em cầu cứu, kiểu như là anh hẳn bất lực lắm mới tìm đến tôi vậy đó. Ok, thì bây giờ khi mà anh em xem video này của mình, chắc chắn anh em sẽ không cần phải lại nói chuyện với ông này làm gì nữa, tại vì ổng xóa trái quỷ của anh em còn tốn tiền nữa anh em mà. Và anh em hãy làm theo ba cách này của mình để anh em có thể là thoát ra được cái đổi khỏi cái đảo nhà tù này nha. Ok, thì đầu tiên thì anh em hãy quan sát cho mình xung quanh xem là chúng ta sẽ ở gần cái đảo nhà nào nhất nha anh em. Thì ví dụ như á là mình ở đây, mình nhìn qua hướng đây này anh em, thì mình thấy là cái đảo đảo hát nước á, thì cái bên đảo đó là chúng ta có là gần nhất so với những cái đảo đó khác nha. Thì không biết là anh em thấy cái đảo này nó gần hay không, thì mình thấy là nó gần nhất luôn rồi đó. Ok, thì sau khi mà anh em đã xác định được cái hòn đảo mà chúng ta chuẩn bị đi qua á, thì anh em nhớ là đứng lên cái bục này cho mình nha anh em. Thì đó chính là cái chỗ cao nhất, gần như là cao nhất của cái đảo này đi đó. Hoặc là anh em có thể là di chuyển qua cái tháp bên đây nè, để cho chúng ta có thể là lên một cái điểm cao nhất nha, thì nó sẽ hiệu quả nhất có thể. Ok, sau khi mà anh em đã lên điểm cao nhất của đảo nhà tù rồi á, thì anh em hãy hướng về cái đảo mà anh em muốn thoát khỏi nha anh em. Ủa mình sorry, anh em hãy hướng về cái đảo mà anh em muốn tới nha, để cho anh em có thể là xác định được cái vị trí mà chúng ta đi. Ok, thì ở đây thì sau khi mà chúng ta đã hướng được cái vị trí đến cái đảo mà chúng ta cần đến rồi, thì nếu mà anh em nào có cái vỏ nào á mà anh em có thể là di chuyển hoặc là anh em phóng tới đằng trước được á, thì anh em hãy dùng cái vỏ đó để mà anh em di chuyển một cái đi cho dễ. Còn thứ hai á là nếu mà anh em nào có những cái thanh kiếm nào hoặc là những cái cận chiến nào mà chúng ta có thể là dùng để di chuyển được á, thì anh em có thể là dùng tận dụng luôn nha. Thì để mà anh em nâng tối đa cái khoảng cách cái độ cao của anh em nhất có thể, thì ở đây mình có vỏ này nè anh em, thì mình sẽ nâng lên, mình sẽ nhảy lên trên nha. Sau đó thì anh em hãy dùng cái nút dash liên tục nha anh em, để mà anh em lướt về phía trước đó. Và đây sẽ là cách đầu tiên nha. Và cách này thì nếu mà anh em nào mà không có trái ác quỷ mà kiểu như là di chuyển giống như mình á, thì anh em hãy dùng cách này đó. Thì anh em chỉ cần lên cái điểm cao nhất của cái đảo nhà tù, sau đó thì anh em lướt về phía trước liên tục như thế này nha anh em. Đó, anh em càng lướt như thế này thì chúng ta chỉ có tốn cái năng lượng thôi, chúng ta không có tốn gì hết trơn á. Và không cần phải có trái ác quỷ bay, cũng không cần phải có những cái gọi là tập cá giống như mình luôn. Ok, thì mình lướt sương sương thì mình cũng gần tới nè anh em thấy không? Ok, thì đây chính là cách đầu tiên nha. Thì cách này thì sẽ dành cho những bạn nào mà có năng lượng nhiều á thì mới được. Còn nếu mà anh em nào không có năng lượng nhiều thì bỏ tay luôn anh em à. Ok, và sau khi mà anh em đã thực hiện cách thứ nhất rồi mà anh em đã bị thất bại ở phân đoạn ở giữa chừng á, thì anh em hãy làm cho mình cách thứ hai nha. Thì cách thứ hai nó cũng sẽ là nó tiếp của cách thứ nhất luôn. Anh em nếu mà anh em nào mà lướt về phía trước mà anh em bị rớt dưới biển giữa chừng á, thì anh em hãy làm theo cách này của mình. Ok, thì anh em sẽ có dơ vào trong tình huống là khi mà anh em đang lướt và anh em gần tới biển, anh em sẽ nhảy lên và anh em đừng cho nó rớt xuống nước đúng không? Đó thì nó sẽ được đó, nhưng mà thì anh em nhảy một lần số nào lần nhất định thì anh em sẽ bị rớt xuống nước giống như mình. Sau khi mà anh em rớt xuống nước rồi á thì anh em hãy làm cho mình một cái việc, đó chính là anh em canh giờ lúc mà anh em chạm xuống nước, anh em hãy bấm nút nhảy lên cho mình nha. Giống như của mình thế này nè, thì chúng ta sẽ nhảy liên tục cho đến là cái điểm đến nha anh em. Đó, nếu mà anh em bấm nút nhảy hai lần thì chúng ta sẽ không thể nào mà nhảy được nữa, tại vì cái số lần nhảy chúng ta có giới hạn á anh em. Ok, thì anh em chỉ cần nhảy liên tục như thế này cho đến khi nào mà anh em đến bờ là được nha anh em. Đó, và cách này sẽ là cách mà dành cho những bạn nào mà không có tộc cá giống như của mình đi. Đó, thì chắc chắn là không có tộc cá thì anh em mới sử dụng những cái cách mà xóa trái quỷ đúng không? Nên là anh em mà không có tộc cá hay là
gặp phải vấn đề khúc mắc á, thì anh em cứ làm theo cách này nha. Cách này là cách đơn giản nhất nhưng mà nó hơi mỏi tay anh em, nó chỉ tốt hơn so với cái cách lúc nãy một xíu thôi. Và nếu anh em nào mà muốn nữa thì anh em có thể vừa nhảy lên, sau đó thì anh em sẽ làm một việc, đó chính là anh em lướt tới phía trước giống như mình nè đó. Sau khi mà anh em nhảy lên được một miếng á thì anh em sẽ lướt đến phía trước một hai lần á, để cho nó gọi là lướt nhanh hơn nha anh em, và anh em không phải là bấm nút nhảy nhiều nha. Đó thì đó là cách thứ hai nha anh em. Ok, và cách thứ ba trong video này đó chính là anh em hãy lại anh em ngồi để anh em đàm đạo với cái ông NPC này nha. Ca là mình nói chơi thôi nên mà chứ làm gì có vụ đàm đạo mà anh em thoát ra được đây, đúng không? Cách thứ ba chính là anh em hãy nhờ sự trợ giúp của những thằng khác nha. Thì những thằng khác là không phải là đồng đội của anh em đâu, biết đâu mà anh em chơi trong lớp phút này anh em chỉ chơi mình nên rồi, đúng không? Thì nếu mà anh em có bạn bè thì anh em còn có thể là nhờ bạn bè của anh em lấy thiền lại mà đón anh em thì không sao, còn nếu mà anh em không có bạn bè thì sao, đúng không? Thì anh em hãy làm cho mình một cái cách này, đó chính là anh em hãy bấm vào cho mình cái một bài máy chủ phía trên đây nè, và anh em kiếm một cái server bất kỳ, anh em vào server đó để mà anh em tìm thuyền nha. Thì mình biết á, sẽ có những người mà người ta đang farm ở cái đảo nhà tù này và người ta có thuyền, người ta lái thuyền lại để mà người ta farm anh em. Thì mình biết sẽ có những người như thế nên á, là thành ra nếu mà anh em nào mà được á thì anh em có thể là ra chép thử cái bến thuyền, biết đâu á là sẽ có người đang farm ở đảo này và chúng ta sẽ có thuyền để mà chúng ta đi, đúng không? Đó, ok con da, thì mình sẽ kiếm thử xem là đây có thuyền hay không. Hình như đây không có thuyền anh em, mà có người farm nhưng mà không có thuyền nha. À bạn mình dạ để mình kiếm chuyện với thanh niên này nè mà. Thanh niên này chết rồi hay sao ấy. Ý, quá sướng. Ôi dồi. Đi ké nè bạn, Ok, thì chúng ta có hai thanh niên, ủa không phải hai mà là ba nè. Ba thanh niên nớp anh em ơi. Ủa, đậu xanh sao đánh thanh niên không được nha. Vô cho mình được, mình chưa bật haki nè bạn. Mình vô mình làm hết hơi một ba thằng luôn em ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ qua server khác nha. Đậu xanh, mình sẽ vô đây farm phụ thanh niên này đi. Chứ đánh đã xong rồi không farm phụ thì nó kỳ quá anh em ạ. Ok. Bây giờ mình sẽ qua server khác để mà mình kiếm thuyền nha anh em, chứ server này không có anh em ạ. Ok, và mình đã phát hiện ra server tiếp theo chúng ta đã có một chiếc thuyền rồi anh em ơi. Đấy, và chúng ta sẽ có chiếc thuyền rồi anh em. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta chỉ cần chính là lấy chiếc thuyền này mình chúng ta bỏ trốn thôi nha anh em ơi. Cái này thì nó hơi chơi hay không, nhưng mà mình nghĩ đây là cái cách duy nhất thôi anh em ạ. Nếu mà bây giờ anh em không cướp thuyền của thằng kia anh em đi á thì thế nào của anh em cũng chết đây thôi. Rồi anh em sẽ không bao giờ thoát được ra khỏi đảo này đâu. Cứ việc mà anh em thoát ra khỏi server này anh em qua server khác á thì nó cũng sẽ cho anh em lại cái ngay đúng cái đảo mà anh em vừa mới thoát thôi đây mà. Nó thành ra là được á thì anh em nhớ là kiểm tra bao nhiêu mình ba cách này. Nếu mà anh em là người gọi là chơi theo kiểu là chơi hệ là quân tử á thì anh em hãy sử dụng cách 1 và cách 2. Còn nếu mà anh em là người chơi theo hệ tiểu nhân á thì anh em chơi cách 3 nha anh em, đó chính là xuất hiện nha. Đấy. Ok, và đó là ba cách để cho chúng ta có thể là thoát khỏi cái đảo nhà tù mà anh em không có bạn bè, trong khi anh em không cần bạn bè và cũng như là anh em không cần phải xóa chat quỷ nha. Đó thì rất là đơn giản đúng không? Thì nếu mà anh em nào mình xem đến khúc này rồi á mà anh em thích video mình thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh thì giúp cho mình sớm đạt được 10.000 người đăng ký nha. Khi mà được 10.000 người đăng ký rồi thì mình sẽ có event tặng trái quỷ cũng như là tặng game pass cho anh em nha anh em. Còn bây giờ thì see you again. Hẹn gặp lại anh em vào những video lần sau nha. Bye bye.